Ở thời điểm hiện tại, khán giả cả nước đang cùng hướng về Florida, Mỹ để theo dõi hành trình chinh phục vương miện của Hoa hậu Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ. Những ngày vừa qua, loạt ảnh khoe thần thái ấn tượng cùng vóc dáng chuẩn đét của cô nàng đã liên tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Tưởng chừng như nàng hậu của chúng ta quá hoàn hảo về cả nhan sắc lẫn body, thế nhưng ít ai ngờ trên cơ thể của cô nàng vẫn tồn tại hai khuyết điểm đáng tiếc. Theo đó, vào tối ngày 11 tháng 5, trong quá trình đi ăn tối cùng các người đẹp khác, Khánh Vân đã vô tình để lộ phần nọng khá to dưới cằm và răng hô khi cười quá lớn. Dù vậy, thần sắc tỏa nắng đã làm khuyết điểm kia bị lu mờ ngay. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nguyên nhân tấm ảnh dìm hàng này ra đời là do góc chụp và chiếc váy cổ lọ đã làm cho phần cổ của Khánh Vân trở nên đầy đặn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo về Khánh Vân nữa nhé.